Ủa mắc cặp cả nhà ơi. Chú ơi, nó đang chuột rồi cả nhà ơi. Khoan từ từ, để giờ em buộc em chụp hai tay mới được. Mình gặp đâu đây con mất tiêu. Hay quá cả nhà ơi, em cũng mới xuống luôn. Thì em cũng mến chào cả nhà đấy nha. Hôm nay tiếp tục em xuống khu đồng của trà quýt đó nha. Và được hướng dẫn của cô chú nói là bơm nước. Rồi em xuống đây em săn bắt, bắt ếch đêm. Mà mới xuống đây mới gặp con lẳng phi. Đó, kêu đâu ta. Hay thiệt, mới gặp lặng tiêu. Ui, đây ơi. Đây. Đây là cái này. Chạy đậu. Con ếch đực. Ui, được con. Đây cái này. Con đầu tiên luôn. Quá đã. Này chi gặp nó. Mà nó hụt kiếm gặp tính chạy hai em trai con đầu tiên cả nhà ơi, rất là mừng luôn. Mới xuống gặp nó đi tiêu, còn con nào nữa đây, con đầu tiên luôn cả nhà. Em tiếp tục cho nhà. Ếch cũng được, không bự hung. Nó hay quá. Sáng trăng nó không có ra. Nhìn này nghe ít cứ ớt kêu quá. Vịt con hay con kêu. Tiếp tục nha. Em mới gặp rồi em còn hay nè. Nó lặng tiêu quá. Nó hay quá. Làm gặp nó. Nước này quá sâu luôn. Khó kiếm cả nhà. Nước này thì hơi chua. Quá trời sâu luôn. Cũng nước này chừng 2-3 tấc nước kìa. Ở cái ngút gà này khó kiếm. Ôi, đây, thấy rồi cái nhà ơi. Đây, nè. Mới lội đường cầu thì luôn nè. Từ Vĩnh hết chạy. Còn thứ hai. Ui, cực bự. Mẹ nhà ơi, quá đã luôn. Wow, rất là mừng luôn. Được hai con rồi. Quá êm luôn cả nhà ơi. Quá vui. Nó chạy với anh hả em? Ủa, ếch đực con này bự. Rất là vui luôn cả nhà. Hả em, tính chạy với anh nữa hả em? Con này con thứ hai rồi cả nhà. Quá trời đã luôn. Tính chạy với em, đâu có chạy được. Quá trời đã rồi. Thôi, giờ em tiếp tục cả nhà. Bỏ vô trang bị cái đã. Có thì em quay clip cho cả nhà xem nha. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em. Và đừng quên bấm like đăng ký cho em với cả nhà. Rất là mừng luôn. Đây con cả nhà. Nằm đẹp luôn. Chính chạy với anh em trai.
được làm cháy mà con hầu. Con nè, mùa vàng em đựng cây đi nha. Đựng nhau quá trời vàng luôn. Tính chạy hả? Nó mọt em kiếm vòng 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 luôn đó nha. Nè, em kiếm đục quá trời luôn. Sao quay lại thấy nó quá được vàng. Ba con cả nhà ơi, quá đã luôn, hết chạy với em à, quá trời đã. Nãy giờ rất là hên luôn, có được cái vàng này nha. Để xong à, mình bỏ vô bột lưới rồi à. Quay cho cả nhà xem nha, quá chị em luôn. Ớt vàng cháy. Chạy nó đi vòng vòng em quằn sao hồi quên đèn nè, thấy chói mắt liền, đâu có trốn được. Chục con bự thế này giờ hết đường chạy rồi, hết cho bự luôn. Để em chụp nó này giờ nó trốn ở đây luôn, nó không dám mình đi luôn. Chục con quá cho bự luôn. Ê thôi nó chạy hả? Chạy đâu em? Chạy đâu vậy? Cái gì cái gì? Chạy đâu, chạy đâu? Chạy nè. Quá trời bự luôn. Rồi đó con ếch này kêu đâu hoài. Khó bắt quá. Hay kìa. Trốn giọng tiêu nước quá sâu mất lú lắm, trốn hay quá, nước đục ngầu cả nha, mới thấy nó rồi. Ôi đây, ôi nằm này cái nhà, ôi con ếch được bự con nè, con ếch được cái này quá trời lâu năm rồi. Con này cái nhà cái bự cái quạch 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 quạch, thấy con mắt nó luôn. Con này quạch 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 quạch, con ếch. Ủa con ếch nó bự cái nào, mới được quá đã luôn. Tính chạy với anh hả em trai? Em định nó từ từ ở bên đó đó cả nhà, rút đằng kia nghe kêu quẹt 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 quẹt, em gọi cái hụp cái đầu luôn. Con nè ếch này nó già khủng khiếp, quá đực. Giờ nó kêu bên đó hai con nữa kìa, hồi hôm qua em nhìn bên đó đó cơ nè. Khu đó xa lắm, nó cậu trụ đá chút chứ. Thôi con này ngớt ngớt cưng 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 cưng, ếch đực quá trời đỏ luôn. Quá im, cái nhà đừng quên bấm like ủng hộ cho em đó cả nhà. Chúng chạy với anh hay em trai đâu có chạy được, anh chịu mài lắm. Nó anh gìn được cưng anh nó bắt được, anh nó đi chỗ khác chứ. Giờ em bỏ vô rồi em đi chăn tiếp tục cả nhà, rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em nhé. Rất là mừng luôn. Giờ em qua em gìn hai con bên kia thử cho bắt được nữa không. Nhưng mà em cũng đem cái lo lên đó anh tục cả nhà,
thì đợi xíu thôi, nó có lợi không? Tại giờ này gần 4 giờ sáng rồi. Sáng giờ thì được có 4 con, ếch nó nhát quá. Ếch không có nghe tiếng kêu luôn. Kêu được mấy con rồi. Giờ em đem cái lo lên tục để coi hồi có lợi không. Mới gặp tụi đang con thế mà biết nó lặn đầu không biết núp hay quá. Dòng khu vực rồi 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 thấy nó hụp đầu xuống vô gàng. Hay ta. Ồ đây nè. Chạy hả em trai? Gần ẻo luôn cái nhà ui nè. Nè. Nằm đây mà kiếm nãy có buổi trời. Tính chạy với em đâu có được, ớt cái vàng nữa nè. Chạy đó em trai. Chạy đó em trai. Chạy với anh hả? Ủa ớt nó vàng. Lũi hay quá nha. Ồ ồ. Em mới gặp nó lần đó đó. Đây nè. Ở lũi này 4-5 mét chứ. Hết đực. Hết là bự chứ đâu có nhỏ. Im rồi cả nhà ơi. Được 5 con rồi. Nói chung là bắt ếch này phải kiên trì, kiên nhẫn mới được cô chú anh chị. Như nản là không có bắt được. Mũi cắn còn không dám đập. Đấy, em ngồi em canh đó, mũi cắn không dám đập phải. Bọc em bắt được mới nhái. Cái con này được rồi, con thứ 5 mà. Quá im luôn. Bây giờ cũng gần 4 rưỡi rồi cả nhà. Giờ em gắng đợi chút xíu nữa. Coi có con nào nữa không. Kiếm con hay con nữa dưa. Mới nhái nữa. Cái này kia mà nó không ra cái này. Cái đồng này chắc nó bị bắt rồi. Nó không ra. Nó nháy nó kêu nhiều nó ít. Điền rồng nó kiếm nháy. Cảm ơn cô chú anh chị xem video của em và ủng hộ cho em. Em chân thành cảm ơn rất là nhiều luôn. Mới gặp tụi đây con cái nhà ơi. Mới hụt mục tiêu à. Ủa mắc cặp cái nhà ơi. Chú ơi. Nó đang chuột rồi cái nhà ơi. À, từ từ. Để giờ em buộc em chụp hai tay mới được. Đây nè cả nhà, mắc cặp luôn. Hai con một lượt. Đây nè, một con ếch vàng, một con ếch cái. Bây giờ em tắt cái máy quay cái. Rồi em chụp hai tay hai con rồi có gì. Rồi em quay cho cả nhà xem nha. Mong cô chú anh chị thông cảm. Mừng quá trời mừng luôn. Thực cặp ít cặp rồi à. Ôi đây cả nhà ơi. Bắt được rồi. Mừng quá trời mừng luôn à. Thành công rồi. Cặp nữa là cặp thứ. Một cặp đầu tiên là được 7 con rồi. Em rất là mừng luôn. Ôi cả nhà ơi. Quá trời mừng. Từ đầu mùa ếch giờ em bắt được cặp này là cặp đầu tiên. Wow.
quá trời đá rồi cả nhà. Ôi con ếch cái khủng. Nhưng mà con ếch đực, con nào con nấy nó bự, quá trời đã luôn. Quá trời mừng rồi, mừng hết hết tưởng tượng nổi rồi. Rất là mừng luôn. Gà 7 con rồi. Bây giờ em bỏ vô bao cái rồi có gì nói chuyện với cô chú anh chị tiếp nha. Quá trời vui luôn. Bữa nay ếch ít mà lại bắt được mấy con, tổng cộng là 7 con hay gì cả nha. Đồng này ếch nó kêu ít quá nên không thấy ếch nhiều. Thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị trong nước ngoài nước đã xem video ủng hộ cho em. Thì cô chú anh chị đừng quên muốn like và đăng ký cho em để em có động lực nhiều hơn á. Mắt cá sáng sáng giống ếch cái gì cơ nè. Đừng có nói là lên một cặp nữa nha, em mừng luôn á. Không phải rồi. Nhái. Giờ em đi trực tiếp thì có em quay cho cả nhà xem nha. Ủa, hai con mắt kìa, em mới gặp được con nữa. Một con hay là cặp đây? Này trứng thịt khô chắc con một à. Ôi đúng rồi, đực hay cái? Một cái nhỏ. Ui này ít đực mà cả nhà. Ôi nè. Quá ok. Yeah. Ôi rất là mừng luôn. Ngóc đầu em trai. Cái này cả nhà ơi, rất là vui luôn bữa nay. Bắt em cứ đi. Chắc. Ôi có ít cái. Ôi nó có đã luôn. Ôi lần trước con mắt không phải ngớt không nữa. Em đi lại đặng cái. Đừng nói là con đó một con nữa nha. Phải không cả nhà? Đừng nói con này. Thêm một con nữa phải không ta? Ui con cá ốc. Rất là mừng luôn. Quá đi mà cả nhà ơi. Con này con thứ 8 rồi. Em rất là vui. Đi dài quá. Khu bên đây. Em coi. Con này. Con mắt này nó mọp mọp. Con gì đây? Ôi con cóc nữa. Đây. Bù hông quá trời. Được á. 8 con rồi. Ồ ngớt cái nó ngon rồi nè cả nhà. Quá trời ngon luôn. Tưởng đâu trời này nó chuẩn bị xuống kinh á, nó không còn trên nước nữa, nó nhảy từ từ. Giờ em đi quằn kiếm nó mới được, nó đâu có chạy được. Mừng quá, nhảy trên đất khô rồi. Rất là mừng rồi. Coi ra có thêm được con nào nữa không. Ôi nó mệt, chín quá nó mừng. Mừng quá hết biết luôn. Bây giờ em tiếp tục em đi rồi cả nhà. Rồi có em quay thêm cho cô chú anh chị xem. Được. Look.
Liệt. 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 Mày tới số rồi con. Mày ngồi đâu vậy? Ở đâu em trai? Liệt. 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 Đâu đây ta? Kì con đây nè. Ở chỗ này đi. Ếch dạng ghê rồi. Ô chạy rồi chạy rồi. Mới đây là cả nhà ơi. Từ để em mò cái dính nha. Cho cả nhà xem nha. Bắt tới sáng luôn cả nhà ơi. Giờ này cũng 5 giờ hơn rồi. 5 giờ 10 rồi thì em cũng tranh thủ về. Đây cả nhà ơi. Thành quả của em cũng được 8-9 con rồi đấy. Thì có người anh em mà không dám tháo cái bọc ra sợ nó nhảy á. 8-9 con chứ đây nha. Ồ, quá ngon. Thì em cũng chuẩn bị thu ship về trên nhà em. Tại vì nhà em cách đây khoảng 6-70 cây nữa nè. Thì em muốn đi săn bắt cũng hơi xa. Nên rất mong cô chú anh chị thông cảm. Ít con ngon không à. Thì em cũng về. Thì chắc video của em xin tạm dừng ở đây cả nhà ơi. Hẹn cả nhà những video tiếp theo luôn nha.